Mở đầu phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ Ukraine. Ukraine tuyên bố bắt giữ các gián điệp của Nga chuyên chỉ điểm cho mục tiêu oanh tạc. Cơ quan an ninh Ukraine cho hay, họ đã bắt giữ hai nhân viên điệp vụ tình báo Nga bị cáo buộc là đã chỉ điểm mục tiêu quân sự nhạy cảm để cho quân Nga tấn công bằng máy bay. Theo cơ quan an ninh của Ukraine thì hai nhân viên điệp vụ của Nga bị bắt giữ khi họ đang do thám mục tiêu, một nghi phạm đã chụp hình nhà máy điện nhiệt điện dường như để giúp cho quân đội Nga nhắm mục tiêu hạ tầng cơ sở năng lượng của Ukraine. Cả hai người này đều bị buộc tội hợp tác với lực lượng nước ngoài và phải đối mặt với án tù chung thân. Phía Nga hiện nay chưa bình luận gì về tin này. Theo Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh Quốc, thì Nga đã xây dựng mạng lưới điệp viên với quy mô lớn tại Ukraine kể từ trước khi chiến sự xảy ra. Mạng lưới điệp viên này vẫn hoạt động sau khi cuộc xung đột bùng phát, và cung cấp các thông tin tình báo ổn định cho quân Nga. Cơ quan an ninh của Ukraine hồi tháng trước cũng tuyên bố họ triệt phá được mạng lưới gián điệp do bộ phận phản gián quân sự thuộc cơ quan tình báo Nga hoạt động tại Ukraine điều hành. Năm người đã bị bắt giữ với các cáo buộc là phản quốc, gồm có các cựu thành viên của tổng cơ quan tình báo quân đội Ukraine, đơn vị tình báo đối ngoại và một nhân viên điệp vụ thuộc cơ quan an ninh Ukraine đang công tác năm nghi phạm này bị bắt giữ quả tang khi chuyển cho cơ quan tình báo của nga các thông tin về các cơ sở quân sự của ukraine, công sự phòng thủ, dữ liệu cá nhân và các cơ sở năng lượng chiến lược khác. Hoa kỳ chiến an ba lan là nato có thể bắn hạ phi đạn của nga. Nato đang cân nhắc phương án bắn hạ phi đạn của nga khi chúng bay gần về phía lãnh thổ của liên minh bắc đại tây dương. Thông tin này được tờ Pravda của Ukraine đã dẫn đi từ tuyên bố của thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Ba Lan là ông Cena đưa ra vào ngày 27 tháng 3. Quả phi đạn của Nga được cho là đi sâu vào trong lãnh thổ của Ba Lan khoảng chừng hai cây số. Bộ trưởng Quốc phòng của Ba Lan là Casimir trước đó nói rằng nước này đã kích hoạt tất cả các hệ thống phòng không ở trong vụ phi đạn của Nga xâm phạm vào lãnh thổ và sẵn sàng bắn hạ nếu như có dấu hiệu phi đạn hướng tới mục tiêu trên lãnh thổ của Ba Lan. NATO đang phân tích nhiều phương án khác nhau để ứng phó với những tình huống, trong đó có việc bắn hạ những phi đạn khi chúng bay rất gần biên giới của NATO. Trong trường hợp này, phi đạn của NATO có thể sẽ bắn hạ phi đạn của Nga bên ngoài lãnh thổ của liên minh. Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh rằng cam kết của NATO với Ba Lan là sắt thép, không dao động trước việc tên lửa của Nga đã xâm phạm vào không phận của họ. Cảnh sát của nước áo bị khiển trách vì đã nhận quà từ tòa đại sứ Nga. Cuộc bầu cử tổng thống của Nga diễn ra từ ngày 15 tới ngày 17 tháng 3 vừa qua. Người Nga ở nước ngoài đã có cơ hội bỏ phiếu tại các tòa đại sứ và các tòa lãnh sự của Nga ở một số thành phố ở châu Âu. Lực lượng an ninh của áo xung quanh tòa đại sứ Nga thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Nga đã được yêu cầu không nhận các món quà từ các đơn vị của Nga. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn AP các cảnh sát của thủ đô viên của nước Áo đã được cử đến để bảo vệ cho tòa đại sứ Nga vào ngày hôm đó, được cho là đã liên lạc với các nhân viên của tòa đại sứ và thỉnh thoảng vào tòa nhà này của Nga. Sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, thì một số cảnh sát của Áo được cho là đã rời đi với những túi quà có những biểu tượng của nước Nga. Hãng thông tấn AP viết như sau, những chiếc túi giấy chứa các món hàng có giá trị thấp như là lịch và những hộp kẹo chocolate Sở Cảnh sát của thủ đô viên của nước Áo đã làm rõ với thông tấn AP trong một email như sau. Việc nhận quà từ người Nga không cấu thành hành vi sai trái theo luật nghĩa vụ đối với công chức của Áo. Tuy nhiên, một số cảnh sát đã bị khiển trách. Theo các phương tiện truyền thông, các món quà lưu niệm nhỏ in hình chiến dịch bầu cử như là lịch và móc khóa cũng được trao tại các địa điểm bỏ phiếu ở Nga, đặc biệt là cho những người đã bỏ phiếu lần đầu tiên. Tòa án của Anh Quốc yêu cầu eBay và PayPal phải hợp tác trong việc phá vụ trộm cắp những hiện vật bảo tàng. Tòa án của London đã yêu cầu eBay và PayPal phải cung cấp dữ liệu có liên quan, nêu rõ là có bằng chứng thuyết phục về việc một cựu nhân viên của bảo tàng Anh Quốc đã đánh cắp và giao bán các hiện vật ở trên eBay. Bảo tàng Anh là một trong những điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất ở đại thủ đô London. Năm ngoái, bảo tàng này thông báo có khoảng chừng 1.800 hiện vật đã bị mất tích. Bảo tàng đã sa thải một nhân viên bị tình nghi là có liên quan đến vụ việc, đồng thời trình báo với cảnh sát về những nghi vấn này. Cảnh sát đã thẩm vấn một người nhưng không bắt giữ. Kể từ đó đến nay, khoảng chừng 350 hiện vật mất tích đã được tìm lại. Theo bằng chứng đã được luật sư của bảo tàng cung cấp cho tòa án, cựu nhân viên của bảo tàng nói trên đã đánh cắp những hiện vật như là đá quý, trang sức, vàng, bạc và cố ý làm hư hại các hiện vật này có hàng trăm hiện vật được đưa ra bán đấu giá trực tuyến ở trên eBay và giao dịch thanh toán qua PayPal. Cũng theo vị luật sư này, kẻ trộm đã xóa dấu vết bằng cách dùng nhiều tên giả, lập hồ sơ khống, thao túng dữ liệu của bảo tàng và bán hiện vật với giá rẻ hơn giá thật. Tháng 8 năm ngoái, giám đốc của bảo tàng đã từ chức sau khi thừa nhận là ban quản lý đã không có những biện pháp để giải quyết phù hợp, thiếu cảnh báo kịp thời về việc các hiện vật bị mất tích. Một vụ tấn công tại một khách sạn ở Kenya khiến cho gần 20 người thương vong. Vào hôm 26 tháng 3 vừa qua, một vụ tấn công xảy ra tại khách sạn nhỏ gần với đồn cảnh sát ở thị trấn Mandera, phía đông bắc của Kenya đã khiến cho bốn người thiệt mạng, 15 người bị thương, trong đó có ba cảnh sát viên. Cảnh sát tại đây cho hay, một thiết bị nổ tự chế được gài tại khách sạn và đã phát nổ khi một đám đông đang ngồi ăn sáng tại đây cảnh sát trưởng là samwa mutunga cho hay có hai trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch và đã được đưa tới bệnh viện ở thủ đô còn những người khác được đưa vào bệnh viện địa phương ở mandera một thường dân đã bị thiệt mạng trên đường được đưa tới bệnh viện hiện nay chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra thừa nhận thực hiện vụ tấn công nói trên thị trấn mandera giáp biên giới với somalia Hồi năm 2023, chính phủ Kenya đã công bố về kế hoạch mở cửa biên giới với Somalia, thế nhưng sau đó đã hoãn việc mở cửa trở lại vì các cuộc tấn công cực đoan. Chuyên gia của Liên Hiệp Quốc nói rằng do Thái phạm tội diệt chủng ở giải Gaza. Một chuyên gia của Liên Hiệp Quốc nói với Hội đồng Nhân quyền của cơ quan này rằng bà tin là cuộc chiến của do Thái ở giải Gaza từ ngày 7 tháng 10 đã dẫn đến tội diệt chủng và kêu gọi các quốc gia hãy ngay lập tức áp đặt các biện pháp trừng phạt và cấm vận vũ khí Bà Francesca Albanese, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, đã nói với cơ quan nhân quyền ở Geneva tuyên bố rằng Tôi thấy có cơ sở hợp lý để tin là việc thực hiện tội ác diệt chủng chống lại người Palestine đã được hội đủ, đồng thời trích dẫn hơn 30.000 người Palestine đã bị thiệt mạng. Bà Francesca kêu gọi các quốc gia thành viên hãy tuân thủ nghĩa vụ của mình, bắt đầu bằng việc áp đặt lệnh cấm vận vũ khí và trừng phạt đối với Do Thái. Công ước diệt chủng năm 1948 được ban hành sau vụ thảm sát hàng loạt người Do Thái ở trong các lò thiêu của Đức Quốc xã. Định nghĩa diệt chủng đó là những hành động được thực hiện với mục đích tiêu diệt toàn bộ hoặc là một phần, một nhóm quốc gia, sắc tộc, chủng tộc hoặc là tôn giáo. Phái đoàn ngoại giao của Do Thái ở tại Geneva cho biết việc sử dụng danh từ diệt chủng là thái quá và cho biết cuộc chiến để nhằm chống lại nhóm Hồi giáo Hamas chứ không phải là thường dân Palestine. Có tới gần 10% dân số của nước Ý đang sống trong tình cảnh nghèo đói. Cơ quan thống kê quốc gia của nước Ý công bố số liệu mới nhất cho thấy những người sống trong tình trạng nghèo tuyệt đối tại quốc gia này đã tăng lên tới 5.750.000 người, tương đương 9.8% dân số của nước Ý, tức là tăng nhẹ so với mức là 9.7% hồi năm 2022 và là mức cao nhất kể từ năm 2014 cho tới nay. Số người sống trong cảnh nghèo đói tại nước Ý năm 2023 đã tăng lên tới mức cao nhất trong một thập niên qua, bất chấp sự phục hồi về kinh tế sau khi các lệnh hạn chế liên quan tới đại dịch Covid-19 đã được nới lỏng. Nền kinh tế của nước Ý đã phục hồi mạnh mẽ hơn sau đợt suy thoái do đại dịch Covid-19 gây ra từ giai đoạn năm 2020 tới năm 2021 so với các quốc gia láng giềng như là Đức và Pháp, cùng với sự gia tăng việc làm Thế nhưng, báo cáo của Cơ quan Thống kê Quốc gia của Ý cho thấy sự phục hồi này không mấy giúp ích cho những người nghèo nhất. Hồi năm ngoái, chính phủ của Thủ tướng Georgia Meloni bắt đầu loại bỏ dần dần khoản trợ cấp lợi tức của công dân Ý nhằm xóa bỏ tình trạng đói nghèo. Chương trình này đã giúp cho khoảng 1 triệu gia đình thoát khỏi cảnh nghèo đói vào năm 2019, đã được hủy bỏ từ đầu năm nay và thay thế bằng một khoản trợ cấp hạn chế khác phần lớn nhắm vào những người không thể tìm được việc làm. Cơ quan thống kê quốc gia của Ý định nghĩa, mức nghèo đói tuyệt đối là tình trạng của những người không thể mua các hàng hóa và các dịch vụ cần thiết cho mức sống chấp nhận được của họ. Thủy Điển tái chế nhựa với nhà máy tự động lớn nhất thế giới. Nhà máy nằm ở bên ngoài thị trấn Motala, cách Stockholm khoảng chừng 200 cây số về phía Tây Nam, Nhà máy này tên là Site Zero đã đi vào hoạt động từ cuối năm 2023 và được tổ chức phi lợi nhuận thuộc về ngành nhựa mang tên là Swedish Plastics Recycling cho rằng đây là cơ sở tái chế nhựa lớn nhất và hiện đại nhất thế giới. Theo giám đốc điều hành của tổ chức này là Matthias Philipson, nhà máy đã sử dụng đèn hồng ngoại, tia laser, camera và trí tuệ nhân tạo để phân loại rác thải nhựa. Có khả năng tái chế 200.000 tấn rác thải hàng năm. Nhà máy hoàn toàn tự động này có thể phân loại được 12 loại nhựa khác nhau so với chỉ có 4 loại nhựa ở các cơ sở thông thường. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Thụy Điển, vào cuối năm 2022, chỉ có 35% rác thải nhựa được tái chế, dưới mức trung bình 40% của Liên minh Âu Châu đưa ra. Thụy Điển cho biết việc đốt rác thải nhựa được sử dụng để sản xuất cả nhiệt và điện đã chiếm khoảng 7% lượng khí thải nhà kính mà Thụy Điển phát thải. Ngày 4 tháng 3 vừa rồi, 27 nước thành viên Liên đã cùng đồng ý rằng vào năm 2030, bao bì nhựa phải chứa từ 10 đến 35% hàm lượng tái chế, tùy thuộc vào việc bao bì được sử dụng thực phẩm hay không. Hiện nay, nhiều nước khác ở Âu Châu cũng đang khai triển những cơ sở tái chế rác thải nhựa dựa trên mô hình của nhà máy Site Zero. Trong đó có hai dự án ở Đức và một dự án ở Na Uy.